Thi Thiên 60 Đức Chúa Trời ơi! Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổi giận. Ôi! Xin hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nứt nó vì nó lay động. Chúa đã làm cho dân sự Ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu xây sẩm. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra. Hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia si chem và đo trũng su cốt. Gala ác thuộc về ta, Manashe cũng vậy. Ephraim là đồn lũy của đầu ta, Judah là cây phủ việt ta. Moab là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên Edom. Hỡi đất Philippines hãy reo mừng vì cớ ta. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Edom? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Chương 4. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy Ngài phán rằng hãy nghe có người gieo giống đi ra đặng gieo khi đương gieo một phần giống rơi dọc đường chim đến ăn hết một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi chỉ có ít đất thịt tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt và bởi không có rễ nên phải héo một phần khác rơi nhầm bụi gai gai mọc rộng lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra một hột ra ba chục hột khác sáu chục hột khác một trăm ngài lại phán rằng ai có tai mà nghe hãy nghe khi đức chúa giêsu ở một mình những kẻ xung quanh ngài cùng 12 sứ đồ hỏi ngài về các lời thí dụ ngài phán rằng sự mầu nhiệm của nước đức chúa trời đã tỏ ra cho các ngươi nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự. Hậu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu. E họ hối cải mà được tha tội chăng? Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng vừa mới nghe đạo tức thì quỷ sa tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo. song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng nếu ai có tai mà nghe hãy nghe ngài lại phán rằng hãy cẩn thận về điều mình nghe người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho và thêm vào đó nữa vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có ngài lại phán rằng nước đức chúa trời cũng như một người vải giống xuống đất người ngủ hay dậy đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào vì đất tự sinh ra hoa lợi ban đầu là cây kế đến bông đoạn bông kết thành hột khi hột đã chín người ta liền tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã đến ngài lại phán rằng chúng ta sánh nước đức chúa trời với chi hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra nước ấy giống như một hột cải khi người ta gieo nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất song khi gieo rồi nó mọc lên trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà ngài giảng đạo cho họ tùy theo sức họ nghe được Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chương 3 Này là dòng dõi của Aaron và Moshe về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Moshe tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai Aaron. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ và Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dân một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama làm chức tế lễ trước mặt Aaron là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ Aaron để người Lê-vi phục sự người người Lê Vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Lê Vi cho Aaron và cho các con trai người vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho Aaron rồi. Vậy, ngươi sẽ lập Aaron và các con trai người để làm chức tế lễ, người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, Này, từ giữa dân Israel, ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy, người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa, khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Egypto, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng, hãy kê sổ con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thải Nam Đinh từ một tháng sắp lên. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va, y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Levi kể từng tên. Gẹt Sôn, Kê Hát và Merari. Đây là tên của các con trai Gẹt Sôn tùy theo họ hàng mình, Lipni và Shimei. Đây là các con trai của Kê Hát tùy theo họ hàng mình, Amram, Yitsha, Hebron và Ucien. Và các con trai của Merari tùy theo họ hàng mình là Mách-li và Mushi. Đó là những họ hàng của người Levi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Lipni và họ hàng Shimei thuộc về Gẹt Sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt Sôn vậy. Những người trong họ Gẹt Sôn được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của Gẹt Sôn đóng trại về phía Tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc Gẹt Sôn là Eli Asaph con trai của la -ên. chức phận của con cháu gẹt sơn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ cùng dây chạc về các việc của đền tạm họ hàng amram họ hàng Yit-sa, họ hàng hebron và họ hàng ucn -si thuộc về kê hát. Đó là những họ hàng của kê hát. Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh. Các họ hàng của con cháu kê hát đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc kê hát là Elisha Phan, con trai của UCN. Người kê hát coi sóc hòm bản chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Lêvi là Eleasa, con trai của thầy tế lễ Aaron, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh. Họ hàng Matsli và họ hàng Musi thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ Kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người. Quan trưởng của tông tộc Merari là Surien, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc. Có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây sàn ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Moshe, Aaron và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Levi mà Moshe và Aaron vân mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lầm của dân Israel. Vậy Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên từ tuổi một tháng sắp lên theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng môi xe rằng Hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Israel. Vậy, các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel, kê sổ hơn số người Lê-vi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người năm siết lơ, tùy theo siết lơ nơi thánh. Một siết lơ là hai chục gera. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người. Ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, Môi-se thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Israel cộng được 1365 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va giao bạc chuột lại cho A-rôn và các con trai người y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Trong người Lê-vi hãy dựng sổ các con cháu kê hát tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thải người nào có thể giúp công và hội mạc. Này sẽ là phần việc của con cháu kê hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chí thánh. Khi nào dời trại quân đi, Aaron và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bản chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược trải trên một tấm nỉ toàn màu điều xanh và xỏ đòn khiên vào. Cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết. Ở trên bàn thì sắp dĩa, chén, tộ và chậu về những lễ quán. Bánh hằng trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa. Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, đắp một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh, mà đẩy chân đèn thấp, các thép đèn, kéo hớt tim, đồ đựng cho và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn. Rồi để chân đèn và hết thải đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược để lên trên cái sề. Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược rồi xỏ đòn khiên vào. Lại cũng phải lấy hết thảy đồ đạc dùng về công việc nơi thánh, để trong một tấm nỉ màu điều xanh, rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái xề. Phải hút tro của bàn thờ, trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều, để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ, tức là những lư hương, nĩa, vá, chén, cùng những đồ phủ tùng của bàn thờ. Rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Sau khi Aaron và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong. Khi dời trại quân đi, thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu kê hát phải khiêng đi. Eleasa, con trai thầy tế lễ Aaron, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu của lễ chay hằng hiến, dầu sức, cả đền tạm và hết thải vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy làm thế nào cho tông tộc kê hát chớ bị trút khỏi chi phái Lê-vi và hãy làm điều này cho chúng nó để khi đến gần nơi chí thánh chúng nó được sống chẳng phải chết. A-rôn và các con trai người phải đến các công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh e phải chết chăng đức giê-hô-va lại phán cùng môi-se rằng cũng hãy dựng sổ các con cháu gẹt xôn tùy theo tông tộc và họ hàng họ từ ba mươi tuổi sắp lên cho đến năm mươi người khác kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạc này là chức việc của các họ hàng gẹt xôn hoặc phải làm hoặc phải khiêng đồ họ sẽ mang những tấm màng của đền tạm và hội mạc tấm bông của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn của cửa hành lang, những dây chạc và hết thảy đồ dùng về các vật đó cùng làm các công việc về những món ấy. hết thảy công việc của con cháu gẹt xuông, món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi. Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu gẹt xôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Ngươi phải kê sổ con cháu Merari, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc. Về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc, này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi. Những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, lỗ trụ, các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ, nọc, dây chạc, cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó. Các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi. Đó là hết thảy việc của các họ hàng Merari về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền ca trị của Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron. Vậy, Moshe, Aaron và những hội trưởng kê sổ con cháu Kê-hát, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc và những người mà người ta kê sổ tùy theo họ hàng mình, cộng được 2750. Đó là những người của các họ hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà môi xe và Aaron kê sổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã kể môi xe truyền dạy. Còn con cháu của gạt xôn đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 2630. Đó là những người về các họ hàng con cháu gạt xôn đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà môi xe và Aaron tu bộ y theo mạng của Đức Giê-hô-va. Còn những người về họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ, tuy theo họ hàng và tông tộc của họ từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 3.200. Đó là những người về các họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ. Moses và Aaron lấy bộ dân, y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã kể Moses truyền dạy hết thảy những kẻ ở trong người Lê -vi mà Môi Xe, Aaron và các quan trưởng Israel tu bộ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiên đồ trong hội mạc, cộng được 8.580. Người ta tu bộ người Lê -vi, tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã kể Môi Xe truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy.